Rồi toang rồi quý vị ơi. Thì hiện tại thì Hoa Mai theo dõi chiếc xe này đã gần 2 tiếng đồng hồ rồi, nhưng mà không thấy chủ nhân cái xe đâu. Chỉ còn cái xe đây này mọi người này. Mà đây là cái cầu. Thì Hoa Mai nghĩ không nhầm thì chủ nhân đã nhảy lên rồi. Đây này mọi người này, có dấu vết luôn này. Mà mình đã theo dõi cái xe này đến giờ là mấy tiếng đồng hồ rồi, bây giờ mà có nhảy thì cũng toang lâu rồi mọi người ạ. Trời ơi, căng quá mọi người. Thì mình là 9 giờ tối là mình đi tập thể dục ở đây mọi người nhá. Thì mình phát hiện ra chiếc xe này từ lúc 9 giờ tối ở đây, mà đến bây giờ là 11 giờ đêm rồi, mà không thấy chủ nhân cái xe đâu. Mà trên đường này thì vắng tanh rồi, không còn ai nữa. Đó. Mà bây giờ mình cũng không biết là mình nên báo như thế nào đây này. Mình báo thì nó cũng không rõ ràng, hay là mình chưa nhìn thấy cái câu chuyện như thế nào mình báo, nhiều khi không phải mình lại mang tội nữa mọi người ạ. Đó. Mọi người thấy không? Cái người này chắc là người trung tuổi mọi người ạ. Lấy đôi dép này. Mình sẽ không đụng vào cái gì đâu nhá. Rồi là đang ăn giò với lại muối tiêu này. Căng quá mọi người. Bây giờ mình sẽ gọi cái anh này là anh Grab nhá. Anh Grab ơi, không biết bóng banh hay là sao mà lại nằm vậy, chết rồi. Bây giờ mình quay video này là lại là làm cái hiện trường với lại chia sẻ cho người thân, người nhà biết được cái xe này là đến để lấy cái xe này về, và cũng như là báo là anh đã nhảy như thế này nhá. Chết rồi, hỏng hết mọi người ạ. Bây giờ mình quay rõ cái biển số xe này. Đó. Biển số xe là 59E1 16592. Mong mọi người chia sẻ giúp đỡ để truyền tải đến người thân trong gia đình để lấy xe, cũng như để báo để tìm anh nhá. Anh Grab này, đi chiếc xe AB màu đỏ đen nhá. Trời ơi. Nhưng mà mình nghĩ là chắc lúc đó là anh cũng có để lại cả điện thoại với lại ví bóp ở trên đây này, nhưng mà chắc có ai đã lấy rồi. Thì hiện trường này chỉ là còn vậy thôi nhá, mình cũng không có dám đụng cái gì đâu. Xe của anh thì mình cũng không đụng đâu. Đây, chắc là mình nghĩ không nhầm là đây này. Anh bỏ xe ở đây, anh ăn ở đây, anh ngồi đây anh ăn, xong anh trèo lên đây. Đó, đây còn dấu chân, à không phải dấu chân, đây là dấu vết của mình. Đây này, xong anh nhảy thì anh không phải nhảy rớt xuống kia được mọi người, phải nhảy lên trên đây này, nhảy lên trên đây trước, xong có thể là anh đi ra kia. Đây kia có dấu kìa, có thể là anh đi ra kia mọi người ạ. Đây là mình phỏng đoán vậy nhá, chứ còn không biết là có phải anh nhảy thật không. Nhiều khi cái dấu này là dấu cũ mọi người ạ. Nhưng mà nhìn cái hiện trường này thì mình cũng nói dối cũng không được mọi người ạ. Xe thì để đây, mà dép thì để đây, mà người thì không thấy đâu thì cũng thể hiểu rõ được rồi. Hiểu rõ được giờ như thế nào rồi. Bây giờ có soi xuống dưới thì cũng không thấy gì đâu, tại vì quá lâu rồi mọi người ạ. Thật sự mọi người, nếu mà anh vừa mà xuống ấy, thì còn có thể là hô hòa hào đông người có thể là tìm cách nhảy xuống cứu anh được. Chứ ở đây nó sâu như thế này thì xuống thì 10 phần thì đi 9 phần rồi. Mọi người có thể nhìn ấy, thì biết rằng là đây là cái cầu Bình Lợi nhá. Cầu Bình Lợi, ở giữa cầu Bình Lợi luôn á. Cái hướng đi từ bên Gò Vấp đi sang bên đang bên Thủ Đức kìa, Phạm Văn Đồng ấy mọi người ạ. Rồi. Bây giờ mình cũng chả biết giải quyết như thế nào nữa kìa. Bây giờ mà mình đi báo mà công an, mà không công an xuống mà không phải anh nhảy xuống đây mà anh đang đi đâu đó, thì cũng mà mình lại to tội nữa. Mấy chú công an lại cho mình uống nước chè đến sáng luôn ạ. Mà bây giờ mà không báo mà bỏ đi thì nằm ngơ thì cũng mang tội nữa. Nó thần vần thật đấy mọi người ạ. Bây giờ mình có nhờ được ai mà giao được cái xe này đây. Bây giờ mình đang nghĩ là hay là mình đẩy chiếc xe này xuống dưới đồn công an phường ý kia kìa. Mình giao cho công an rồi là công an lên để báo cáo cái sự việc này. Mà cũng không được mọi người ạ. Bây giờ mà mình đẩy xuống dưới đó mà không may mà anh lại nhậu xỉn, ai lại chở anh đi đâu đó, hay là anh đang nằm chỗ nào đó, thì có phải là công an lại cho mình một cái biên bản. Nó giờ khó xử thế. Mọi người thấy không? Ôi trời, cái kính này là kính con gái hơn trai đó. À kính con trai mình ạ. Mình cứ tưởng đâu kính con gái, à, giống kính con gái lắm. Kính con trai.
Mình tưởng đâu là hai người cơ, không phải đâu, một người thôi. Anh Grab ơi, mọi người nhìn xe này là biết là chắc chắn là anh chạy Grab rồi nhá. Có nón Grab này, có chỗ để điện thoại để chạy gì. Mình cũng không biết là anh bị cái gì mà mất đầu, nhưng mà thật sự với mọi người là cảm thấy nó khó hiểu vô cùng. Chiếc xe này trị giá nó cũng phải hai mấy triệu. Nếu mà anh nợ người ta khoảng độ vài chục triệu, 1-2 chục triệu thì có thể cái chiếc xe này đã đủ rồi. Vậy thì có thể là anh nợ rất là nhiều, hoặc là anh buồn về cái chuyện tình cảm ấy mọi người. Nhiều vấn đề lắm mình chả hiểu được. Giờ cái thuyền bè vẫn đang đi qua đây này. Nhưng mà nếu mà anh có nhảy thì nó cũng trôi xa, trôi đâu đấy. Giờ có tìm cũng không tìm được cái chứ. Cái này chắc chỉ có sáng mai này người ta phát hiện ra, người ta báo rồi là tìm vào ngày mai thôi. Cái giờ này thì tìm chịu không có tìm được rồi. Mà còn giờ cái vấn đề là chỗ mình như này mọi người này. Bây giờ mình nhìn thấy chiếc xe này không, mà mình không có nhìn thấy là anh nhảy xuống đây. Bây giờ mà mình đi báo thì mình biết kể làm sao bây giờ. Giờ mình chỉ nói là mình nhìn thấy chiếc xe không, mà mình bảo anh nhảy xuống đấy là mình mang tội chết luôn ạ. À, nhưng mà cái nhìn cái dấu dấu này mọi người có thể đoán được không? Đây là những cái dấu dấu hình như là anh chòi như thế này. Phải không? Không phải mọi người ạ. Không phải. Mấy cái dấu này là mấy cái dấu sơn mà người ta sơn nó bị nhăm nhăm nhở vậy, không phải dấu chân, dấu gì đâu. Mình nhìn kỹ rồi, bên này cũng có này. Xin lỗi mọi người nha, nãy giờ mình cứ tưởng đâu cái dấu anh chân anh ướt rồi anh đi anh đạp vào, không phải đâu. Nay là mình mang đồ nghề ấy, mà mang gimbal này. Mình chủ yếu là đi ra quay cái hiện trường mà buổi sáng nay có một cái anh bị mất ngay bên trên này này mọi người này. Quay hiện trường cái anh mất trên đây này. Mà đang đi bộ đi thể dục thì cứ đi vòng lại thì thấy chiếc xe này mà không có ai. Rồi nó hỏi mọi người thì mọi người cũng không biết về cái chủ nhân của xe này là ai mà thấy đôi dép như thế này. Trời ơi. Đang ăn cái món kia là món giò. Chứng tỏ anh này cũng rất là tiết kiệm, đạm bạc ạ. Ôi anh Grab ơi, giờ em phải làm sao với cái xe của anh đây này. Người đi đường thì chắc người ta không giúp đâu. Tại vì ai người ta cũng sợ liên lụy ấy. Mình cố gắng mình không có chạm vào cái gì ở đây, không có lại quy cho mình cái tội có dấu vân tay ở đây nữa thì toang luôn. Mình quay lại video này để cho người nhà biết được cái hiện trường này nhá. Cũng như là mong cơ quan chức năng công an có thể nhìn thấy là cái hiện trường là không có cái bóp, cũng không có giấy tờ gì ở đây cả. Chỉ có đôi dép này, và hộp giò, muối, cái nón và cái kính. Trong cốp xe thì cũng không mở nên không biết. Không có chìa khóa luôn nhá. Bây giờ nếu mà anh cứ để chìa khóa lại mình cũng không dám đi mình ạ. Mình mà đi mà mang xe về để ngày mai người nhà anh đến lấy mà không may mà nó xảy ra cái gì là mình cũng mệt luôn đấy chứ. Mình xem cái cốp xe mở. Ôi trời, cốp xe mở mọi người. Trời ơi, nó còn một đống thứ ở trong ấy, nhưng mà bây giờ mình cũng không kiểm tra đâu. Cốp xe của anh mở. À, hay mình cứ mở ra thử xem nó là gì đang mọi người. Cũng đâu có ấy đâu, đâu có tội tình gì đâu. Nhưng mà nếu mai công an nó lại phạt mình cái tội mà kiểm tra đồ người khác cũng họa tới nữa. Trời ơi. Bây giờ mà bỏ đi cũng không được, mà ngồi lại đây thì cũng không biết phải làm sao đây nè. À, khó xử mọi người ơi, bây giờ mình phải giải quyết cái vấn đề này như thế nào. À, có cái số, à bây giờ nhá. Bây giờ mình xin lỗi mọi người nhá. Mình xem phép luôn, cái video này sẽ làm cái bằng chứng để này lưu lại cho mình. Mình mở cốp xe ra mình tìm xem có thấy một cái số điện thoại nào của người nhà không. Mình điện cho người nhà ra lấy xe vào ra để cho người nhà báo cái chuyện này lên công an đấy nhá. Chứ không để sáng ngày mai ngày mốt thì mình sợ là cái thi thể của anh nó trôi mãi tít ở đâu rồi xong tìm không thấy ấy. Bây giờ hiện tại thì nước nó không chảy nên nó còn quanh quanh ở đây này. À nó cũng chảy mọi người ạ. Nước cũng chảy. Bây giờ nhá, mọi người nhá, mình xin phép nhá, bây giờ mình sẽ mở cốp đây. Mở cốp có gì mọi người thông cảm nhá, đừng có bắt tội mình nhá.
giờ mình sẽ mở cốp mọi người nhá. Thì có gì mọi người làm chứng cho mình là mình không có lấy cái gì bậy bạ nhá. Đó, cốp này chỉ có như thế này này, khăn giấy này, mọi thứ này. Mình đang cố kiểm xem có cái số điện thoại không nhá. Mình không lấy cái gì đâu. Không có cái số điện thoại mọi người. Không có một cái gì luôn á. Bây giờ ấy, bây giờ đặc điểm là bây giờ là không có số điện thoại. Không có cái bằng chứng gì để bây giờ mà mình để kiếm người thân ở bây giờ mọi người. Quan trọng nhất là bây giờ là tìm được người nhà của anh này để điện cho anh, người nhà anh này. Nhưng mà bây giờ không có thì bây giờ làm sao mọi người. Chung với mọi người là gặp cái trường hợp này thì hầu như là ai cũng khó xử lý hết mọi người ạ. Bỏ đi thì không được, mà bây giờ mà đi báo thì cũng không xong. Mà ngồi đây chờ thì biết bao giờ mới gặp được ai đó giúp đỡ. Kiểu gì cũng khó. Gặp cái ông bên kia kiểu này muốn cũng nhảy nữa thì mệt ghê luôn á. Cuộc sống bây giờ nhiều khi mình thấy mọi người kiểu chán nản, mệt mỏi kiểu gì nhỉ? Đau đầu. Cái xe thì rất là còn mới nha. Nếu mà mình nghĩ là nợ vài chục triệu không sinh nhê gì đâu, nhưng mà chắc là buồn chuyện gia đình ấy mọi người ạ. Thất tình hoặc buồn chuyện gia đình, uống rượu là